Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Tri Thức Quanh Ta. Trước khi vào chủ đề của video ngày hôm nay thì tôi có một câu hỏi dành cho các bạn đấy nha. Đố các bạn biết ngôn ngữ được sử dụng phổ biến nhất trên thế giới hiện nay là ngôn ngữ nào? Vâng, đúng rồi, đó là tiếng Anh đấy các bạn ạ. Mặc dù tiếng Anh hiện nay rất phổ biến và được sử dụng rộng rãi nhiều như vậy, nhưng không phải ai cũng có thể học tốt tiếng Anh đâu nhé. Rốt cuộc tại sao lại như vậy nhỉ? Nói đến đây thì chắc hẳn các bạn cũng đoán được chủ đề của video ngày hôm nay rồi đúng không nào? Không để các bạn phải đợi lâu nữa, hãy cùng mình đi tìm đáp án cho câu hỏi tại sao bạn không thể học tốt tiếng Anh. Các bạn ạ, để mà nói đến nguyên nhân không học tốt tiếng Anh thì nhiều vô cùng và đối với mỗi cá nhân là khác nhau. Nhưng ở đây mình sẽ phân tích cho các bạn 5 nguyên nhân được coi là cơ bản nhất khiến môn tiếng Anh trở nên khó nuốt như vậy. Cùng mình đi hết video nhé. Nguyên nhân thứ nhất là vấn đề nằm ở tư tưởng. Tiếng Anh rất khó và những ai giỏi tiếng Anh chắc hẳn phải được đầu tư từ nhỏ hoặc gặp may hay có một năng khiếu đặc biệt về việc học ngoại ngữ. Những người suy nghĩ thế này luôn cảm thấy khó chịu với tiếng Anh, sợ bóng sợ gió, chưa đánh đã giơ hai tay ngã ngửa chịu trói. Chẳng dừng lại ở đó, nhóm người này luôn tìm kiếm những bằng chứng để chứng minh rằng học tiếng Anh là rất khó, như học từ mới khó nhớ và hay quên, hay nghe tiếng Anh là một cơn ác mộng khi mà người ta nói quá nhanh, dùng nhiều từ phức tạp và thành ngữ rối rắm. Thật ra đều là do họ tưởng tượng ra hết cả thôi. Xét về độ khó của ngôn ngữ thì chẳng phải ông bà ta có câu vòng ba bảo táp không bằng ngữ pháp Việt Nam đó sao? Nói như vậy so với tiếng Việt, tiếng Anh quả thực chẳng có gì đáng sợ luôn. Còn nguyên nhân thứ hai thì sao? Các bạn ạ, có người lại bảo tôi không sợ học tiếng Anh, tôi học thường xuyên nhưng sao vẫn không giỏi? Ồ, đó là vì bạn không được hướng dẫn bài bản. Thường thì mỗi khi chúng ta làm cái gì, chúng ta đều phải lên kế hoạch trước đúng không nào? Ví dụ như đi chợ mua đồ thì cần phải liệt kê đồ mình cần mua, mua những cái gì, với khoản tiền bao nhiêu, hay khi lên lịch làm việc thì cần phải sắp xếp coi cái nào làm trước, cái nào làm sau. Học tiếng Anh cũng giống như vậy đó. Do không được hướng dẫn bài bản, bạn thường học một cách lộn xộn, không theo trật tự, học chỗ này một tí, chỗ kia một tí, không biết phải bắt đầu từ đâu và hướng đi như nào, dần dần không nắm được cốt lõi của vấn đề. Bạn chỉ tìm hiểu một vài khía cạnh của tiếng Anh, chứ chưa biết học thế nào để có thể sử dụng thành thạo được tiếng Anh. Ok, hai nguyên nhân đầu tiên quá phổ biến đúng không? Xét đến nguyên nhân thứ ba nào, đó là do bạn quá coi trọng từ vựng và ngữ pháp. Có thể ngay đến đây bạn sẽ phản bác ngay, ủa, học một môn ngoại ngữ mà không coi trọng từ vựng và ngữ pháp thì còn nói chuyện quái gì đến thành thạo nữa. Nhưng hãy nhớ lại lúc bạn học tiếng Việt thử xem. Bạn không bắt đầu học tiếng Việt khi vào lớp 1, khi học bảng chữ cái hay học định nghĩa chủ ngữ, vị ngữ là gì. Bạn học tiếng Việt từ trong bụng mẹ và nhiều năm sau đó, đến khi bạn đã có khả năng nghe nói, bạn mới đến lớp để học cách viết từ và ngữ pháp cơ mà nhỉ. Vấn đề này đáng để bạn phải suy ngẫm đấy nhé. Nguyên nhân thứ tư, bạn chỉ học để đối phó với bài vở, chứ không có niềm yêu thích. Nếu để nói thật lòng thì mình khuyên bạn nào không có sự yêu thích đối với môn học tiếng Anh, xin đừng cố chấp học tiếng Anh làm gì nữa. Các bạn có thể chuyển qua học tiếng Trung, tiếng Ý hay bất cứ thứ tiếng nào các bạn yêu thích nhé. Có hàng tá lý do để một người bắt đầu học tiếng, nào là để được điểm cao, nào là để đậu tốt nghiệp, nào là để có chứng chỉ v.v. Nhưng tất cả những lý do ấy đều không đi kèm với sự đam mê và yêu thích. Nên các bạn chỉ học đối phó, học một cách máy móc, cho qua kỳ thi. Cuối cùng bạn học rất nhiều, nhưng thứ động lại chẳng được bao nhiêu, giống như nước đổ lá khoai, đổ tới đâu trôi đi từng đó luôn các bạn ạ. Đặc biệt, nguyên nhân cuối cùng vô cùng quan trọng luôn nè, và chắc hẳn đến 90% các bạn thất bại trong quá trình học tiếng Anh đều bởi nguyên nhân này. Vậy nó là gì thế nhỉ? Xin thưa với các bạn, đó là sự thiếu sự kiên trì. Không ai mới học tiếng Anh mà có thể giỏi ngay được, kể cả những người bản địa. Những đứa trẻ cũng phải bắt đầu học từ bảng chữ cái, rồi tới cấu trúc câu. Mình có thể khẳng định 100% rằng không ai có thể giỏi tiếng Anh chỉ sau dăm bữa nửa tháng, mà cần phải trải qua quá trình học và sử dụng thường xuyên. Một số bạn thất bại khi học tiếng Anh không phải do họ không có khả năng,
mà là do họ bỏ cuộc quá sớm. Quá trình thành công luôn được xây nên bằng từ những viên gạch nhỏ, mỗi ngày xây từng chút, đến khi đạt được cả tòa thành. Bạn cũng đừng nghĩ, trời ơi đứa kia một ngày, nó làm sao học được nguyên 100 từ mới vậy, mà mình chỉ học được có 10 từ là sao? Các bạn ạ, chỉ cần hôm nay bạn học được 10 từ, nhưng ngày mai học được 15 từ, vậy là bạn đã tiến bộ hơn chính mình của ngày hôm qua rồi nhé. Không cần phải đi so sánh với ai cả, hãy tự tin và thật kiên nhẫn nhé. Các bạn ơi, tư tưởng sợ hãi dư thừa, phương pháp học tập sai lệch, việc quá coi trọng từ vựng và ngữ pháp, chỉ học để đối phó kỳ thi hay thiếu lòng kiên trì, theo mình đó chính là những nguyên nhân dẫn đến rất nhiều người nghĩ mình không thể học được tiếng Anh. Mình hy vọng rằng video này sẽ giúp ích cho tất cả các bạn đang gặp khó khăn trong việc học tiếng Anh. Hãy nhận ra những thiếu sót của bản thân mình để thay đổi và chinh phục môn tiếng Anh một cách dễ dàng hơn nhé các bạn. Nếu các bạn thấy yêu thích video này, vui lòng nhấn like và chia sẻ đến nhiều người nhé. Đừng quên đăng ký kênh để nhận thêm nhiều kiến thức bổ ích hơn nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.